Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 22 tháng 10, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên đã chủ trì làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lư về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021. Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban của huyện. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã An Lư đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19, đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất đạt 72 tạ trên hecta, sản lượng đánh bắt thủy sản đạt 300 tấn. Hiệp hội vận tải đoàn kết An Lư có 32 công ty doanh nghiệp, chủ tàu hội viên với 57 tàu, thu ngân sách có nhiều cố gắng đạt trên 95%. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, giáo dục và quốc phòng an ninh được quan tâm lãnh đạo, đem lại nhiều kết quả tích cực. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã đã quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch, duy trì hoạt động theo tinh thần tự nguyện, 13 tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các thôn. Thành lập 124 nhóm tình nguyện COVID với 529 thành viên tham gia, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi nghe báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và định hướng các nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lư cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó cần tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục tập trung cao công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp, thu chi ngân sách, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn xã. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy đã phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lư cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của địa phương trong thời gian tới còn rất nặng nề, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lư phải đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, xây dựng lộ trình giải quyết hết các vấn đề còn tồn tại, trong đó tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân, làm tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, qua đó tạo được những bước phá mới đưa kinh tế xã hội của địa phương phát triển.